Hello mọi người nha, em Kim xin chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay em sẽ làm một cái video để cắt ghép một cái chậu hoa lan hồ điệp rừng nha mọi người. Hồ điệp rừng thì hoa nó như thế này mọi người ơi, cực kỳ đẹp lắm ạ. Mùi hoa dày khoảng là 40-50cm nha. Đây là một cái chậu của em là có 4 cây thôi mọi người này, 4 cây thôi mà hoa này. Mọi người thấy hoa có đỏ không ạ? Hoa nó phân nhánh kiểu như hồ điệp công nghiệp nha mọi người nha. Đây là cái chậu em ghép từ năm ngoái, có 4 cây lớn thôi. Bốn cây lớn, và hôm nay em sẽ ghép một cái chậu to hơn, đường kính khoảng là 28-30cm, 28-30cm, toàn là cây khủng như vậy nha mọi người. Cây đây, anh chị xem cái tỉ cây này, đó, nó cũng rất là to luôn nha, cây này nó rất là to. Cái hàng này là hàng đại, nhãn hàng cây tuyến chọn nhà em nha, coi nó gãy nha, cái con này, cái loại hàng đại to như thế này nha mọi người. Đây này, đây là cây khủng này. Đó là cái hồ điệp rừng mà nhà cái khống hàng tuyến chọn ra. Cảm ơn em nha. Em hôm nay em sẽ ghép một chậu. Đây, ở đây thì em đã có một cái chậu ghép sẵn một cái chậu rồi nè. Anh em cứ để lên đun mà chơi nha mọi người. Dùng mình ghép xong rồi đứng ra để lên cái đun á, đun để trước hai bên cửa nhà nó chơi. Rất đẹp luôn ạ. Cây to mới ghép được những cái chậu như này nha các bác nha. Cây cực kỳ to mới ghép được luôn ạ. Bước đầu tiên anh em hãy tìm cái chậu đường kính khoảng 28-30cm. Cái chậu này đường kính 28 nha, nha. 28 luôn ạ. Đây. Và chúng ta bỏ xốp vào nha, một lớp xốp thôi. Xốp này nó có mục đích của nó là cho nó giảm cái trọng lượng của cái chậu lại nha. Đó. Em dễ thấy nè. Rồi khi mình bỏ xốp đúng không? Giá thể hôm nay em ghép là than nha mọi người. Em ghép than nha. Giá thể hôm nay em ghép là bằng than. Cho nó cho anh miếng than mọi người ơi. Rồi chúng ta bỏ miếng than con này cho mọi người nha. Bỏ một lớp thôi, lớp mỏng thôi cả nhà nha. Đấy, bao đẹp, ho nó rất là đẹp. Cho bị phân này than. Thôi, không bị phân. Rồi bỏ một lớp than mỏng phủ được cái lớp xốp nha cả nhà nha. Rồi chúng ta bỏ tiếp tục bỏ phân ha. Phân này thì bên em tự làm này, phân hữu cơ. Cho nên chúng ta bỏ vào đây. Và hữu cơ ủ như Trico Đẹp Ma các kiểu là nó rất là an toàn. Rồi chúng ta lại tiếp tục bỏ than này. Tiếp tục bỏ than nha. Rồi. Tiếp tục bỏ than luôn. Đó khoảng là 2/3 chậu nha cả nhà. Hơn 2/3 chậu xíu ạ. Nói chung là nó cách cái miệng chậu xuống một xíu. Đây mọi người đợi cho em này nè, nó mới ra một cái chậu đẹp được cả nhà. Đấy. Rồi và chúng ta cái khâu đầu tiếp theo là chúng ta phải có cái cây khủng để mà ghép được cái chậu to, là anh em bắt buộc là mình phải có cây khủng nha mọi người. Hồ điệp rừng mà nó to như này là hiếm lắm luôn nha mọi người. Tại cái hàng hôm nay mà em bán anh chị 20.000 một cây đó ạ. Hồ điệp rừng mà cây thường thì nó rất là nhiều, nhưng mà cây khủng này là nó hiếm lắm, chỉ một số vùng nào đó có thôi ạ. Cái hoa lúc này anh em rồi không cần cái vòi hoa này, mình cắt đi, mình không cần cái vòi hoa nha cả nhà nha, vì vòi hoa này hiện tại là ở rừng nó đang có hoa nhưng mà anh em mang về á số lượng nhiều cho nên là bị dập hết rồi. Và anh em mình cắt cái rễ đi, cắt cái rễ, cắt những cái đầu rễ này mình cắt mới, làm mới nó lại nha mọi người. Do là ở rừng anh em người ta cắt có thể là nó bị dập á. Rồi xong rồi, anh chị chuẩn bị cho em là một cái này là bì que nha, que này là que đỡ nước thịt lụi ạ. Lấy hai cái. Đầu tiên là anh chị chọn trong cái đống hàng mà anh chị mua được á, ví dụ anh chị mua 10 cây đúng không? Chọn cái cây nào to nhất, rồi anh chị làm cái cây trung tâm chính giữa, để chúng ta làm một cái tâm điểm để mà mọi người khi nhìn vào là có cái chậu lan mình nó có một cây nó cao ở giữa mọi người. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta là cột nha. Để mà cố định cái lan được á, là chúng ta phải buộc cái này hai que nó mới chắc chắn, một que nó không chắc mọi người. Còn đây là cái nhôm nếu mà uống cái cảnh đó mọi người, mua loại nhỏ nhất nha. Rồi anh chị buộc vào cái phần rễ thôi, mới buộc phần gốc nha mọi người, vì cây này nó là cái loại hồ điệp rừng khủng cho nên là cái thân nó cao khoảng là 10cm cho nên. Đây anh chị lấy cái kìm xiết nó vừa chặt thôi, đừng có chặt quá nha mọi người, chặt quá là nó bóp cái thân ấy. Rồi hai buộc nha mọi người, buộc cho em là hai buộc. Đối với những anh chị nào mà chưa hồi giờ chưa ghép thì anh chị tham khảo, còn anh chị nào biết rồi thì thôi ạ.
vì nhà em chuyên làm cái hồ điệp rừng này hàng khủng, có những cái giò tới 2 triệu luôn cả nhà nha, một giò lan hồ điệp rừng đó mọi người, chứ không phải lan hồ điệp rừng nó bể đâu nha các bác, 2 triệu một giò lan hồ điệp rừng là bình thường rồi. Đây là cái khủng đó, anh chị cột như này rồi anh chị găm ở trên giữa này, vì cái cây nào cao nhất á là anh chị để trong giữa nha cho em nha. Rồi anh chị đẩy cái này xuống đó, mình cứ cắm chỗ đây rồi mình đẩy cái này xuống đó, chừng nào sát mặt chậu thì thôi. Rồi chị xuống giá thể một chút xíu xíu thôi nha mọi người, cân chỉnh lại cho nó đẹp ha. Rồi một giò nè, một cây này nha, tiếp theo một cây nữa. Bây giờ anh em làm xung quanh nha, thì ở rừng hiện tại là nó đang có hoa, có ngồng hoa vậy nè anh em, anh chị nha, đang có ngồng hoa như thế này nha, nhưng mà anh em mang từ đường về nó hơi bị dập rồi, chúng ta cắt bỏ đi, thời gian nó sẽ lên lại nha, như nó dập chỗ này đúng không, chúng ta cắt để lại chừa lại khoảng 10 cm là nó sẽ lên lại rồi mới. Đây em đã cắt rồi nè, chừa lại khoảng 10 cm, chỗ này có mét hoa nó sẽ lên lại ha. Rồi chúng ta tiếp tục cắt tỉa nha. Đó là những cái cây mà em bán hôm nay cho anh chị là 20.000 một cây đó, chỉ có những cái cây to như này anh chị mới ghép ra những cái tác phẩm đẹp, chỉ còn cây nhỏ thì mình ghép chậu nhỏ thôi, chậu nhỏ thì cây nhỏ thì rẻ tiền hơn đúng không ạ, nhỏ rẻ tiền hơn, tất nhiên là sẽ nó không đẹp bằng cái chậu lớn, tiền nào của đó ha mọi người ha. Cái hàng nhỏ nhỏ thì ở rừng nhiều lắm, nhưng mà hàng lớn này anh em phải đi được rừng sâu, những nơi mà rất là sâu, nguyên sinh hồi giờ chưa ai lấy thì mới còn, nhưng mà còn cái loại nhỏ nhỏ thì nó ở bìa rừng thôi cả nhà. Anh chị nhớ là buộc hai buộc nha, chứ một buộc đó thì nó không có chắc chắn đâu, vừa chúng ta vặn vừa thôi nha mọi người, vừa tới thôi. Rồi cái này chính giữa đúng không, chúng ta kèm cái này ở mé nè. Đây cái này em đã buộc xong rồi nha mọi người, đây anh chị buộc chắc cắm mà xiên nghiêng cái này là đã nghiêng lại, đừng cắm thẳng nha, ta để cây xuống trước và chúng ta đẩy cái lan xuống sau. Đây rồi, bình luận vào cho em hoặc là gọi cho em nha, thì cứ bình luận dưới bài rồi em trả lời. Rồi xong rồi 10 cây nha cả nhà ơi, chậu này 10 cây nha, 10 cây là anh chị đã ghép được một cái chậu hoa lan như thế này, hoa lan hồ điệp rừng nha mọi người, lá to như gần như hồ điệp công nghiệp luôn đấy, anh nhìn thấy chưa, lấy cái giò hoa đây mọi người ơi, đấy 10 cây thôi nha cả nhà nha. Đây anh chị ghép năm sau có thể ra hoa như thế này, mùa đây là mùa hoa rồi nha, nhưng mà cái chậu này em ghép 4 cây thôi mà nó ra hoa này, mọi người thấy đã không, 4 cây thôi mà nó ra hoa nhiều không nha, thì anh chị ghép như vậy là có một giò lan đây 4 cây như vậy luôn nha cả nhà. Đây đây hàng khủng, hàng lớn, hàng cây to luôn, hàng lựa chọn, ví dụ về một lô vậy nó chỉ có vài cây thôi nha cả nhà, một lô vài chục cây thôi hoa đó này. Ủa anh chị mà cây này 4 cây mà ra hoa vậy, mà nếu anh chị ghép 10 cây này bao đẹp luôn. Đây bên em thì có những cái giò to khủng hơn nữa này, ví dụ cái này em ghép 15 cây thì ra giò như vậy, anh chị cứ để lên đôn hết mọi người, để lên đôn trước nhà, trước vườn lan hai giò đẹp tuyệt vời luôn, tới mùa là được ngắm hoa. Đây chậu em mới vừa ghép nha, mọi người tham khảo, anh chị đẹp luôn ạ. Rồi em xin chào cả nhà luôn nha.